Kỳ lạ, loại cây duy nhất trên thế giới cho rượu ở Việt Nam. Tại xã Đắc Blinh, huyện Công Trô, Gia Lai, có một thức uống vô cùng độc đáo, hấp dẫn, được lấy trực tiếp từ thân cây đoát, phút chốc lại thành loại rượu mê người. Cho đến nay, loại rượu này được xem là loại rượu duy nhất trên thế giới, được lấy trực tiếp trên cây mang về để uống, không cần qua bất kỳ công đoạn lên men hoặc chưng cất nào. Cây đoát rất được dân làng Pana nâng niu bảo quản, được mệnh danh là cây rượu của vàng ban cho. Đoát là loại cây thân cột có chiều cao từ 7 tới 10 mét, đường kính khoảng 30 cm. Lá cây có hình lông chim dài, có màu xanh lục, mặt dưới lá có màu trắng. Quả đoát có hình cầu, có màu nâu to như trái táo. Khi chín, đỉnh bị lõm xuống, có hạt dài 25 mm. Và đặc biệt nhất, đây là loại cây duy nhất trên thế giới cho rượu trực tiếp từ thân cây mà không cần qua chế biến. Theo già làng Đinh Ê, làng Tơ Bưng, xã Đắc Blinh, lâu nay không ai biết cây đoát được lấy nước làm rượu từ lúc nào. Chỉ biết ông bà đời này sang đời khác luôn biết cách vào rừng tìm cây đoát để lấy rượu. Nam thanh niên trong làng không ai là không biết cách lấy rượu từ cây đoát. Bình thường, nước lấy từ cây đoát được dùng tại chỗ thay cho nước giải khát, giúp thoải mái, khỏe mạnh. Nếu ngâm nước cây đoát với vỏ cây men rừng thì nước sẽ thành rượu uống thường ngày hoặc được sử dụng trong các dịp lễ Tết. Để lấy được rượu đoát, thanh niên trong làng phải đeo dao, mang bình nước đi sâu vào trong rừng vài cây số và phải mất ít nhất nửa ngày mới có rượu mang về. Cứ vào tháng 3 âm lịch hàng năm, người dân Arem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lại vào rừng lấy mật ong và săn rượu đoát ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Để lấy được rượu, phải tìm cây đoát to bằng một chàng tay người ôm, có tuổi đời từ 3 tới 5 năm. Cây càng to thì cho rượu càng nhiều. Cây đoát đơm bông kết trái từ tháng 11 đến tháng 3 âm lịch. Đây cũng là thời điểm bà con nơi đây đi lấy rượu. Người Arem thường dùng dao thật sắc xén phía trên ngọn, cố gắng làm sao cho vết cát thật ngọt để ngọn cây đoát không bị thối và cho nhiều rượu trong thời gian dài. Nếu cây đoát lâu năm không bị sâu, ngày đầu tiên có thể hứng được cả chục lít rượu. Mỗi cây đoát trưởng thành cho khoảng 3 đến 4 tháng mới hết. Sau đó, đồng bào cho cây nghỉ lấy sức. Lần sau muốn lấy tiếp, phải dùng dao hớt ngắn đi một đoạn giúp cây cho rượu mới. Hiện nay, quanh làng vẫn còn nhiều cây đoát được người dân bảo vệ lấy rượu uống. Nhưng so về chất lượng và sản lượng lấy được thì không bằng những cây sống trong tự nhiên. Theo đó, cây đoát nếu được người nào đến trước phát hiện đánh dấu làm tài sản riêng thì sẽ không xảy ra chuyện tranh giành cây rượu. Cây đoát có vẻ ngoài nhìn rất giống với cây đùng đình nhưng lớn hơn gấp nhiều lần. Những cây trưởng thành có thể cao hơn 20 mét. Từ gốc cây lên đến ngọn có nhiều bẹ lá chỉ ra xung quanh. Thời điểm ra hoa, cây đoát nở ra hoa thành buồn như buồn câu, có những buồn còn to lớn dài hơn 2 mét. Lúc cây dao vạt ngang qua ngọn cây cũng là lúc một thứ nước trắng đục tứa ra từ giữa lõi non. Khi chưa được ủ lên men, nước đoát có màu đùng đục như sữa, mùi nồng nồng vị chua. Từ lâu, thức uống kỳ lạ này được đồng bào xem như là một thứ nước giải khát, mang lại cảm giác lâng lâng cho người uống. Theo người xưa kể lại rằng, ngày xưa có một đám thợ săn mãi đuổi theo con thú đã bị lạc vào rừng. Đến khi hết cái ăn mang theo, nước cũng cạn kiệt, thì họ bỗng nhìn thấy dòng nước chảy ra từ thân cây, nhìn giống như cây dừa. Khi uống vào, cảm thấy sảng khoái, hưng phấn như uống rượu. Sau khi thoát chết, họ quay về loan tin về loại rượu vô tình phát hiện được. Tuy là loại cây trời cho, nhưng những người đi lấy rượu cũng cần chuẩn bị một số thứ để lấy được những can rượu ngon nhất có thể. Để có được rượu đoát ngon, người ta phải chuẩn bị can có chứa sẵn một loại rễ cây được lấy ở tận trong rừng sâu để làm men. Nước trong thân cây đoát cùng rễ cây đó ngâm qua một đêm để lên men thì mới tạo thành những giọt rượu ngọt lành. Rượu đoát là thức uống giải khát lành tính, không hóa chất, uống vào rất êm. Rượu đoát là rượu tự nhiên, không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào nên uống rất êm, cảm giác khoan khoái. Rượu đoát không làm người uống say bí tỉ, đau đầu mệt mỏi và độc hại như những loại rượu trôi nổi ngoài thị trường. Cho đến nay, rượu đoát được xem là loại rượu duy nhất trên thế giới, được lấy trực tiếp trên cây mang về để uống, không cần qua chế biến. Để lấy được rượu đoát cũng tốn không ít công phu.
Đầu tiên là dùng cây le kết thành thang dài, leo lên ngọn, sau đó lấy dây mây cột các thanh le lại với bẹ lá, tạo thành thế vững chắc như ngôi nhà trên cây để thuận tiện treo bình lấy nước an toàn. Vị trí lấy nước rượu tốt nhất chính là nơi cuống của buồng quả đác. Cắt bỏ buồng quả và cắm vào đó là vòi bằng lỗ ô dẫn nước thẳng vào can. Cách làm này sẽ lấy được nhiều rượu, chất lượng nước cũng tốt nhất. Mặt khác, việc làm này sẽ hạn chế cây bị nhiễm khuẩn gây bệnh cho cây thay vì khoét thẳng vào thân để lấy nước. Nếu cây còn nhỏ mà lấy thì rượu không ngon, cây cũng không lớn nổi. Mỗi cây to có thể lấy 30 lít một ngày. Việc trèo lên cao lấy rượu cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không may ngã xuống thì rất nguy hiểm. Thường thì việc lấy rượu chủ yếu cho gia đình dùng, nếu nhiều mới mang đi bán, uống rượu đoát còn sướng hơn cả uống bia. Thử nhấm nháp ly rượu đoát, lúc đưa lên mũi có mùi thơm nhẹ, uống vào có vị cay nồng, ngọt khá giống với rượu trái cây đã lên men, rất ngon. Thế mới thấy, người Ba Na được thiên nhiên đất mẹ ưu ái, ban cho tiên tổ không cần nấu cũng thành rượu. Trong đời sống thường ngày, nhất là những dịp lễ, việc lớn của làng thì rượu đoát là một thức uống không thể thiếu của người dân nơi đây. Chính vì thế, cây đoát rất được người dân nâng niu bảo vệ như báu vật của làng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!